Đây rồi, hello Lưu Trần Ngọc Thuận. Yes. Thầy phải đi in sách. Sách này là sách vô cơ của chúng ta đây. Từ nay chúng ta sẽ học trên nền tảng sách vô cơ này. Mình học hết quyển sách vô cơ. Chào Lưu Trần Ngọc Thuận, chào Lulu. Mình học hết cái quyển sách vô cơ này nhá. Thì mình sẽ sang cái phần tiếp là sang cái phần tổng ôn của chương trình lớp 10 và lớp 11 nhá. Đấy. Mình luyện đề luôn, xong rồi sách vô cơ sang tổng ôn, xong rồi sang luyện đề. Là ok ngay. Đấy, mục tiêu mình là mình chiến đấu như vậy. Chào Mai Nhật Ngân. Hello, chào Gia An. Các em share vào trong nhóm live VIP giúp thầy với. Cho mấy cái đứa gọi là lơ ngơ ở nhóm live VIP nó còn biết là thầy đang live stream để thầy chữa bài cho các em. Chào Nguyễn Hoàng Minh Việt. Hello em. Chào Gia An, chào Mai Nhật Ngân. 5 cháu rồi. Tiếp nữa xem nào. 10, được 10 cháu thầy bắt đầu dạy. Hôm nay là mất gốc vô cơ nhé. Mất gốc này, quyển hóa vô cơ lớp 12. Thầy gửi link rồi, thầy gửi link vào trong nhóm lớp chúng ta rồi. Đứa nào mà chưa biết thì đi vào phần công bố nhé, để lấy link sách vô cơ đi xem. Chào Nguyễn Hoàng Minh Việt, chào Lê Minh Quang. Ok. Đói chưa? Bao nhiêu đứa đói rồi? Thầy cũng đói rồi. Thầy vừa mới dạy offline về đấy. Hôm nay dạy offline hơi bị sai nên là lại quên mất giờ, thế là về hơi muộn. Em thông cảm nhá. Thế bây giờ thầy bắt đầu để hướng dẫn chúng ta nhé. Trong cái phần mà vô cơ ấy thì quan trọng nhất của vô cơ đấy là viết cấu hình E. Được chưa? Đấy, phần quan trọng nhất của vô cơ, chào Lê Minh Quang, là viết cấu hình E. Thì hôm nay thầy hướng dẫn chúng ta là đi viết cấu hình E. Đấy. Thế để mà viết được cấu hình E thì quyển sách vô cơ này nó khác biệt so với quyển sách hữu cơ nhá, các em cần chú ý nhá. Đây. À, để mà viết được cấu hình E thì chúng ta cần nắm được. Thứ nhất là các electron viết vào các cấu hình E là theo các lớp và phân lớp. Sorry cả nhà nhé, hôm nay nhà thầy hơi ồn. Được chưa? À, dãy chất nào sau đây? Dãy gồm các phân lớp electron đã bão hòa. Thì chúng ta cần biết là ở trong electron ấy thì nó chia thành các lớp và các phân lớp. Thì mình sẽ gồm có cả các lớp S, lớp P, lớp D, lớp F. Được chưa? Lớp S của chúng ta là có tối đa là 2E, lớp P tối đa là 6E, lớp D tối đa là 10E và lớp F tối đa là 14E. Được chưa? Thế thì vậy có nghĩa là cái này là mình là của lớp 10 đấy, nhưng mà mình vừa học thầy vừa ôn lại nhá. Thế thì S là tối đa là 2, để S tối đa là 1 là vứt này. S tối đa là 2, S tối đa 2, S tối đa 2, P tối đa là 6, P tối đa 6, D tối đa 10, F tối đa 14. Vậy đáp án đúng là đáp án B bỏ. Ok. Đấy xong nhá. Vậy là ngay lập tức mình sẽ có là câu số 2 này. Số electron tối đa trong phân lớp D. Số electron tối đa trong phân lớp D là mấy? Thế thì mình có là D thì tối đa là 10 đây đấy. Đây, D tối đa là 10. B bỏ. Câu số 3. Cấu hình E của clo. Và đến đây bây giờ mình phải đi viết cấu hình E. Viết cấu hình E thì bây giờ thầy dạy chúng ta cách làm nhanh nhá. Cách làm nhanh luôn, mình không cần phải học đề ra đâu, không cần phải học những cái khác nó đề ra. Mình làm cái nhanh luôn. Thì cấu hình E khi mà viết cấu hình E của một nguyên tố thì mình gồm có các bước sau. Bước số 1 là xác định số electron của nguyên tố đó, số electron của nguyên tố đó. Bước số 2 sau khi xác định được số electron của nguyên tố đó thì điền E vào cấu hình E, viết cấu hình electron, điền E vào dãy các phân bước năng lượng như sau. Mình sẽ có này, lớp số 1 thì chỉ có 1S, được chưa? Lớp số 2 thì có 2S, 2P, được chưa? Lớp số 3 thì có 3S, 3P, 3D. Lớp số 4 thì có 4S, 4P. Thực ra thì mình chỉ chạm được đến, chúng ta chú ý rằng là trong quá trình mình học cấp 3 ấy, mình học cấp 3 thì mình chỉ học đến 4S và 4P thôi. Cả nhà xem ở trong nhóm live VIP giúp thầy nhá, chắc bọn kia đi ăn cơm hết rồi. Đấy, thế thì cấu hình E của mình chỉ đạt đến 4S và 4P thôi, không cần phải đến 4D hay 4F, không cần phải học đến những cái đấy. Cái đấy là nó không thi, mình chỉ học đến những cái thi thôi. Thì chúng ta lưu ý cho thầy nhé. Đây là cấu hình E này, S thì tối đa là 2, P tối đa là 6, 3, D tối đa là 10. Được chưa? Nhưng mà chú ý cho thầy là ở đây, chú ý cho thầy là điền vẫn theo thứ tự là 1S rồi đến 2S rồi đến 2P rồi đến 3S rồi đến 3P. Nhưng mình có một cái lưu ý là electron của 4S thì điền trước, còn 3D thì điền, 4S điền trước, còn 3D thì điền sau. Nhớ nhá, 4S điền trước, 3D điền sau. Được chưa? Ví dụ bây giờ thằng clo này thì viết chúng ta xem nhá. Clo nhá, thì viết cho chúng ta cùng xem nhá. Những đứa nào mất gốc thì xem. Này mình có này. Cái mất gốc này là không dạy cho bên ngoài đâu, chỉ dạy trong live VIP nhà mình thôi để mình củng cố gốc.
Đấy, bởi vì viết cấu hình E nó rất quan trọng của vô cơ nhá. Mình được này, 1S2, 2S2, 2P6, chỗ này là 10E, mà cờ lo là 17E, nhìn chưa? Tiếp tục này, 3S2, 3P, thế chỗ này là 7, 17 trừ đi 10 thì còn 7, đây là còn 2 rồi, vậy thế thì là 3P5. Vậy cấu hình E nó là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, được chưa? Hello Cao Thị Thu Hằng, thầy đang dạy lại mất gốc từ vô cơ nhá. Đấy, vậy là chốt lại là cấu hình E của Clo là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, được chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì nhỉ? 3S2, 3P5. Đáp án đúng là đáp án B bò. Chào Hương Giang Vũ, hello em. Đây là trang số 1 nhá, trang số 1 trên 64 trang, được chưa? Đấy, cả nhà hiểu chưa? Đấy, nếu mà đứa nào mà chưa hiểu thì lại sang câu số 4 nhá. Câu số 4 thầy lại hướng dẫn chậm chúng ta cùng xem này. Câu số 4 thầy lại hướng dẫn chậm chậm chúng ta xem nhá. Đây nhá, cấu hình E của sắt này. Cấu hình E của sắt này là này, 1S2 2S2 2P6, chỗ này là 10 cháu. Đúng chưa? 10 cháu nhá. Xong rồi, 3S2 3P6, được chưa? 3D. Đây, đây là 18 rồi. Nhưng đây là 26 rồi các bạn. Hello chào Thái Nguyễn. Dĩ ơi dịu tổ chức xem chung trong cái nhóm live VIP giúp thầy với. 1S2 2P6 3S2 3P6. Chỉ lưu ý này. 4S điền trước, 3D điền sau. Vậy là đây phải là 4S2, được chưa? 4S2 điền trước. Thế là ở đây hiện tại đã có là 10. Đúng chưa? Tức là đây 26, vậy là 3D6. Nhớ nha. Nhớ nhá, nhớ chú ý chỗ này nhá. 4S điền trước, 3D điền sau. Vậy là 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 3D6 4S2 3D6 4S2. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok chưa? Câu 4 nha, đáp án đúng đáp án C. Nhớ các mình nghe. Thằng sắt là thằng sắt rất hay thi đấy. Bởi thằng sắt là chúng ta học là của chương trình vô cơ. Chương trình vô cơ lớp 12 mà chúng ta học ấy. Chúng ta học nhóm 1A này, nhóm 2A này, nhóm 3 là nhôm này, sắt này, chrome này, đúng chưa? Đấy, ba cái để chúng ta cần chú ý nha. Mình tiếp sang câu số 5, cấu hình E của chrome. Cấu hình E của chrome Z bằng 24. Thì các em cùng chú ý này. Cấu hình E của chrome với Z bằng 24 thì mình có này, 1S2 2S2 2P6 10 cháu, đúng chưa? 1S2 2S2 2P6 10 cháu nhá. 3S2 3P6 3D điền sau, 4S điền trước, vậy đây là 20 cháu, đúng chưa? Thế là con lưới nhỉ? 3D 4 cháu Lan Anh. Vậy là 3D 4 4S2, rất nhiều đứa đi tô 3D 4 4S2 là sai. 3D 4 4S2 là sai. Tại sao? Tại vì anh này trường hợp đặc biệt. Trong bảng tuần hoàn có hai trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt thứ nhất là 3D 4 4S2 thì chuyển ngay lập tức thành 3D 5 4S1, đấy là của Chrome. Và trường hợp thứ hai là 3D 9 4S2 thì ngay lập tức chuyển thành 3D 10 4S1. Được chưa? Đây là trường hợp này, trường hợp của đồng. Trong bảng tuần hoàn chỉ có hai trường hợp đặc biệt, đấy là trường hợp của Chrome và trường hợp của đồng mà thôi. Nhớ nhá. Vậy ở đây mình có này, Chrome đáng nhẽ là 3D 4 4S2 nhưng ngay lập tức nó chuyển thành 3D 5 4S1, đây là trường hợp bán bão hỏa. Bán bão hỏa. Còn đây là trường hợp của đồng là trường hợp bão hỏa. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là 3D5 4S1. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D nhá. Xong nhá, mình sang câu tiếp theo, câu số 6, cấu hình E của đồng. Cấu hình E của đồng thầy vừa nhắc xong. Đúng không? Cấu hình E của đồng là chúng ta vừa mới kiểm tra xong. Đúng chưa? Cấu hình E của đồng này. Thầy vừa hướng dẫn xong. Nhá, cấu hình E đồng nhá, nhìn nhá. Là 1S2 2S2 2P6 10 cháu, đúng chưa? 1S2 2S2 2P6 nhá. Tiếp tục này, 3S2 3P6 3D 4S điền trước 4S2, đây 20 cháu, được chưa? Chỗ này là 3D 9, vậy là 3D 9 4S2. 3D 9 4S2 thì ngay lập tức thì nó chuyển ngay lập tức như thầy vừa nói, nó chuyển ngay thành 3D 10 4S1. Đấy, 3D9 4S2 nó chuyển ngay tức thành 3D10 4S1. Vậy mình nhìn đáp án của mình chỉ có đáp án đúng là đáp án C, Thái Nguyễn hoàn toàn chính xác. Martin đấy, rất tốt. Đứa nào comment D ấy nhỉ? Thế nhìn thấy rồi, rất là chính xác luôn. Đấy thì có thể là cái bài ngày hôm nay là mấy đứa là vẫn còn chưa làm bài tập về nhà. Thì hôm nay thì bởi vì là thầy làm xong sách muộn thì thôi cố gắng để buổi sau nhá. Để buổi sau làm là ok. Nào mình sang tiếp. Nào, mình sang tiếp câu số 7. Câu số 7 là cấu hình electron của sắt 2 cộng. Đấy, cấu hình ion của sắt 2 cộng. Thế thì ở đây có rất nhiều đứa làm nhầm nhá. Bởi vì là sắt 2 cộng coi như mất đi 2E,
Vậy thì rất nhiều đứa là viết câu hình E của sắt là Z bằng 24 là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D, 4S2, 3D4 ngay lập tức chuyển thành 3D5, 4S1. Đúng chưa? Thế rất nhiều bạn đi chọn là 3D5, 4S1 hoặc là 3D4, 4S2 thì những bạn này là bị sai. Tại sao? Tại vì đây này, các em chú ý nhé. Đây này, các em chú ý này. Ion này, ion sắt 2 cộng thì được tạo bởi từ sắt bỏ đi 2E. Nhớ nhá. Ion sắt 2 cộng thì được tạo thành từ sắt bỏ đi 2E. Vậy bước 1 mình phải đi viết câu hình E của sắt trước. Chào Nguyễn Văn Quân. Câu hình E của sắt trước. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D, 4S2, 3D6. Đây là sắt. Đúng chưa? Vậy là bây giờ là sắt của mình mất đi 2E. Sắt của mình mất đi 2E thì ngay lập tức nó tạo thành mất 2E thì nó phải mất từ ngoài vào. Nhớ là bóc bòng, bóc cam chúng ta phải bóc từ ngoài vỏ. Vậy tương tự như vậy, bóc sắt thì mình cũng phải bóc từ vỏ vào. Vậy nó sẽ là 1S mất đi 2E, 1S2, 2S2 mất đi 2E, nó sẽ là gạch đi luôn, sắt 2 cộng mất 2E, gạch đi 2E nước ngoài luôn. Vậy phải là 3P6, 3D6. Được chưa? 3P6, 3D6. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. À, câu số 7 đáp án đúng của chúng ta là đáp án A à, nha. Tương tự mình có câu số 8. Hello, chào Phạm Hiền. Các em tag các bạn vào trong video live stream giúp thầy nhá. Câu hình E của ion S trừ. Đấy, tương tự như vậy với tất cả về bọn ion thì mình phải đi viết câu hình E của nguyên tử trước. Ví dụ như F trừ Z bằng 9 thì mình phải đi viết câu hình E của thằng F trừ. F trừ của mình là gì nhỉ? 1S2, 2S2, 2P5. Đây là F trừ. F trừ. Thế còn đây là F. Thế còn F trừ là nhận thêm một E. F trừ là nhận thêm một E, vậy thằng này nhận thêm một E. Nhận thêm một E thì nó sẽ tạo thành cái gì? Đây, nhận thêm một E thì nó tạo thành là 1S2, 2S2, 2P6 nhá. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Đấy, hôm nay thầy dạy lại chúng ta từ gốc luôn. Từ gốc câu hình E của lớp 10. Đấy, thế nên là các em đừng có kêu mất gốc với thầy nhá. Ở trong team live VIP là được yêu chiều nhất, là được dạy từ mất gốc. Mình sang câu tiếp theo, câu số 9, câu hình E của Brom. Câu số 9, câu hình E của Brom là Brom thì chúng ta có Z bằng 35. Do Z của Brom bằng 35 thì mình sẽ viết được câu hình E của Brom non này. 1S2, 2S2, 2P6, 16, 3S2, 3P6, 3D, 4S2. Vậy là thêm được 10 cháu nữa là 20 cháu. Được chưa? 3D10, chỗ này là 30 cháu rồi. Đúng chưa? Tiếp tục là 4P, chỗ này là 30 rồi thì còn thiếu 5 nữa thôi. Vậy là 4P5. Được chưa? Vậy là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P5. Vậy là đuôi của nó là 4S2, 4P5. Mình nhìn này, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P5. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. Được chưa? Hello, chào Quân, Quân tắt các bạn vào đây nhá. Nào, tiếp tục, mình sang câu tiếp theo. Câu số 10. Câu số 10. Có các câu hình E của một số nguyên tố sau. Câu hình E viết đúng là, ui câu này dễ ợt. Câu hình E viết đúng. Câu hình E viết đúng xem nào. Thì bảo là hôm nay chúng ta phải học hết phần câu hình E, mình có tận 26 câu cơ. Bây giờ mình mới đến câu số 10 thôi. À, câu hình E nào viết đúng mình có này. 1S2, 2S2, 2P6, 3P không phải. 1S2, 2P thì phải đến 3S. Đây là 3P, cháu 1 sai. Nhìn rõ chưa? Nhớ nha. Cháu số 2 này, 1S2, 2S2, 2P5 đúng, số 2 đúng. Tiếp tục này, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 3 đúng. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S1, 4 đúng. Vậy mình có là 2, 3, 4 đúng. 2, 3, 4 đúng, vậy là bỏ D này, bỏ C này, bỏ B này. 2, 3, 4, vậy đáp án đúng mình là đáp án A. À, đúng chưa? Thấy chưa? 5 rồi nào, 1S2, 2S2, thiếu 2S, bỏ 6. 12, 22, 2P6, 3S2, 3P6, 3D4, 4D2 ngay lập tức chuyển thành 3D5, 4S1. Vậy là ngay lập tức loại ngay thằng 6 tiếp. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 2, 3, 4. Ok. Mình sang câu tiếp nhá. Câu số 11. Câu số 11. Nguyên tố Y có 5E ở lớp 3D. Nguyên tố Y có 5E ở lớp 3D. Vậy mình đi viết câu hình E của thằng Y. Thằng Y mà 3D5. Vậy là mình sẽ có là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D. Muốn điền được vào 3D thì phải điền 4S. Vậy là 4S2, 3D5. Hoặc ta có một trường hợp nữa là 3D5, 4S1. Với 4S2 thì mình có này, 10 này, 20 này, 25. Hoặc là Z bằng 25, hoặc là Z bằng 24. Đấy, có hai trường hợp. Nhưng ở đây chúng ta nhìn nhá, với Z bằng 25 thì không có đáp án. Nhìn thấy chưa? Vậy là không có Z bằng 26. Bỏ. Vậy chỉ có Z bằng 24.
Với dễ bằng 24 thì số lớp E của Y là bằng mấy đây? Số lớp là bằng 4, đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là 24 và 4. Đáp án đúng đáp án A. Câu 12. Câu số 12. Câu số 12. Số E lớp ngoài cùng của nguyên tố AZ bằng 17 là... Số E lớp ngoài cùng của nguyên tố AZ bằng 17 là... Các em cùng chú ý nhé. Vậy là mình phải đi viết câu hình E của cái nguyên tố AZ bằng 17 đấy. Thế mình có này, câu hình E của nó này. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Đây là 10 này. 17, vậy là 3S2, 3P5. Đúng chưa? 3S2, 3P5. Vậy thì số E lớp ngoài cùng. Vậy anh này thì có này. 1 lớp này, 2 lớp này, 3 lớp. Vậy lớp số 3 là lớp ngoài cùng. Vậy suy ra số E lớp ngoài cùng là 2 cộng 5. 2 cộng 5 thì bằng 7. Đáp án đúng đáp án C. 7 E lớp ngoài cùng. Chào Thanh Thường. Không sao cả. Em có thể xem lại video live stream vào, lưu lại, sau đó là mình học. Hoặc là đơn giản là mai thì chúng ta có thể xem lại được nhá. Nhớ in ra xong làm xong rồi check đáp án. Câu 13. Câu 13, số E lớp ngoài cùng của nguyên tố AZ bằng 24. Với câu 13 này, số E lớp ngoài cùng của nguyên tố A có Z bằng 24 thì nó là 1S2 này, 2S2 này, 2P6 này, 3S2. Z bằng 24, bước 1 mình phải đi viết câu hình E của nó đấy nhá. Thì mình có này, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D. Z bằng 24 thì 4S điền trước, 3D điền sau. Thằng này là 4S2 đúng không? Thì nó phải là 3D, 4, 4S2. 3D, 4, 4S2 thì ngay tức nó chuyển lại thành là 3D, 5, 4S1. Vậy số E lớp ngoài cùng, vậy anh này có lớp ngoài cùng là gì? Là lớp số 1, lớp số 2, lớp số 3, lớp số 4. Vậy 4 lớp ngoài cùng, vậy là nó có 4 lớp. Vậy lớp ngoài cùng của nó là lớp số 4. Lớp to nhất là lớp ngoài cùng. Lớp số 4 thì nó còn có 1 E thôi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Vậy chúng ta nhớ nhé. Đấy, đến đây mình sử dụng rất rất nhiều những cái thằng mà mình hay thi. Ví dụ như là Z bằng 24 là trường hợp đặc biệt là Chrome nhá. Chrome là cuối cùng là gì nhỉ? 3D5, 4S1. Thứ hai là Z bằng 29 là thằng đồng. Đồng thì là 3D10, 4S1. Các em cần lưu ý những cái chỗ này nhá. Câu số 14. Câu số 14. Nguyên tố A, các bạn vào trễ thì không sao cả, chốc nữa chúng ta có thể xem lại nhá. Câu số 14 là nguyên tố A thuộc loại nguyên tố nào? Thì chúng ta lưu ý cho thầy này, để mà xác định một nguyên tố thuộc loại nguyên tố nào. Cái này là lớp 10 nhưng mà thầy vẫn cho ở đây bởi vì lý do là chúng ta sẽ phải thi là thi qua cả lớp 10. Thứ hai nữa là khi mà đi xác định vị trí của nguyên tố thì cái nó thuộc loại nguyên tố nào nó lại rất là quan trọng đến cái việc mà cái nguyên tố đó là thuộc nhóm A hay thuộc nhóm B. Thế nên là thầy mới phải cho cái thằng xét nguyên tố ở đây. Vậy ở đây để bài mà hỏi này, thuộc loại nguyên tố nào thì chúng ta chú ý cho thầy nhé. Chú ý cho thầy một cái câu duy nhất này thôi. Đó nghĩa là electron cuối cùng, điền vào phân lớp nào, electron cuối cùng điền vào phân nào thì là thuộc loại nguyên tố đó, có nghĩa là electron mà điền vào phân lớp S thì là nguyên tố S, electron cuối cùng điền vào phân lớp P thì là nguyên tố P, điền vào phân lớp D thì nó là nguyên tố D, và điền vào phân lớp F thì là nguyên tố F. Nhớ chưa? Vậy ở đây mình có này, nguyên tố AZ bằng 17 thuộc loại nguyên tố nào, chúng ta vẫn phải viết câu hình E. Mình vẫn phải viết câu hình E nhá. Chúng ta đang học lại từ đầu nhá, học lại từ gốc đấy. Z bằng 17, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P. Đây 10 này, 3P5, 17. Đúng chưa? Vậy electron cuối cùng của nó thì điền vào phân lớp P. Vậy thì nguyên tố A có Z bằng 17 thì nó là nguyên tố P. Ok chưa? Nhớ nhá. Câu số 15, Z bằng 12 thì thuộc loại nguyên tố nào? Thì mình có là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 đúng không? Đây là 10, 12. 12 thì electron cuối cùng nó điền vào phân lớp S. Vậy thì nó là nguyên tố S. Đáp án đúng đáp án A. À, đây rất là dễ. Hello, chào Thái Nguyễn, chào Thanh Thường. Chào cả nhà. Mình xong câu 15 rồi nhá. Đấy. Đấy, phần này là thầy dạy cực kỳ kỹ luôn. Mình ra học lại từ vô cơ, mất gốc từ đầu luôn. Đấy, mình sang câu số 16. Vậy là mình còn 10 câu nữa thôi. Buổi sau mình học sang vị trí của bảng tuần hoàn nhé, sự biến đổi tuần hoàn nhé. Buổi sau là chúng ta cũng học vị trí bảng tuần hoàn và sự biến đổi tuần hoàn đấy. Nhớ đấy. Chuyên đề số 2, vị trí của bảng tuần hoàn. Nhớ làm bài tập trước đi nhá. Nào, mình có tiếp sang câu tiếp theo. Câu số 16. Câu số 16. Ở trạng thái cơ bản thì cấu hình electron của nguyên tử natri Z bằng 11 là, thì mình viết cấu hình. À, Thái Nguyễn rất tốt nhỉ. Cấu hình E của nguyên tử natri Z bằng 11 là 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Đúng chưa? 3S1. Vậy ở đây mình được này, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. Câu 17. Nguyên tử R có cấu hình E lúc ngoài cùng là 4P5. Vậy diện tích hạt nhân của nguyên tử R là bao nhiêu?
Đấy, nguyên tử R có cấu hình E lớp ngoài cùng là 4P5. Vậy điện tích hạt nhân của nguyên tử R là gì? Thì các em cần chú ý nha. 4P5, vậy thì cấu hình E lớp ngoài cùng là 4P5, vậy nó sẽ là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D, 4S2, 3D10, xong đến 4P5, đúng không? Vậy hello chào Võ Anh Thi. Bây giờ chúng ta chỉ đi cộng lại thôi. Anh này là 10 này, anh này là 20 này, đúng chưa? Anh này là 30 và anh này là 35. Vậy điện tích hạt nhân của nguyên tử R chính bằng số E thì nó bằng là 35. Đáp án đúng, đáp án B bỏ. Câu 18. Có 4 nguyên tố, nguyên tử của nguyên tố nào có cấu hình E lúc này cùng là 4S1? Nguyên tử của nguyên tố nào có cấu hình E là 4S1? Vậy thì muốn biết là nguyên tử nguyên tố nào có cấu hình E là 4S1 ấy, thì mình bắt buộc mình phải đi viết cấu hình E. Đúng chưa? Mình phải viết hết cấu hình E ra thì mình mới biết được. Thế thì ở đây mình có này. Câu số 4 này, kali. Kali đầu tiên đã. Kali chúng ta là gì nhỉ? Là Z bằng 19. Vậy nó là 1S2, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D, 4S. Đây xem nhá. 10 này, 4S2. Đúng chưa? Đây 4S2 rồi. Đấy, 10 này. Chỗ này là bao nhiêu? 18. Vậy chỗ này chỉ có thể là 4S1, không có 3D. Được chưa? Vậy mình có này, kali là có 4S1 rồi. Nhá, kali có 4S1. Vậy là loại ngay đáp án C. Tiếp tục này, mangan. Mangan viết câu hình E mangan nhá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D, 4S2. Xem này, 10, 20, 3D5. Không có 4S1, vậy loại mangan. Thằng nào có mangan loại? Đây, cháu này có mangan loại này. Cháu này có mangan loại. Vậy cái đáp án đúng chúng ta chỉ có thể là đáp án B bỏ. Đồng này, Z bằng 29. Z bằng 29 là 3D10, 4S1 trường hợp đặc biệt. Chrome Z bằng 24, 3D5, 4S1. Ok chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ nhá. Mình sang câu tiếp, câu số 19. Nguyên tử X có cấu hình E. Vậy ion X3 cộng. Như thầy đã nói thì trước thì là ion X3 cộng là thằng X mất đi 3E. Vậy bây giờ thầy chỉ cần vứt 3E từ lớp ngoài vào thôi. Anh này là 1, vứt này. Anh này là 2, vậy là bỏ đi 3. Vậy đây, bỏ đi 3 này. Vậy mình được là 1S2, 2S2, 2P6. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Rất là dễ. Sang câu 21. Nguyên tử X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2S2, 2P4. Vậy X2 trừ cấu hình E lớp ngoài cùng là X2 trừ, vậy là nó nhận thêm 2E. Nhận thêm 2E, vậy là 2S2, 2P4 mà nhận thêm 2E thì nó thành là 2S2, 2P6. Đúng chưa? Nhận thêm 2E mà. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. Câu 22. Một ion X cộng có phân lớp ngoài cùng. Chào tình. Bài này tình học rồi đấy. Một ion X3 cộng có phân lớp cuối cùng của cấu hình E là 2P6. À vậy là cấu hình E của X3 cộng. X3 cộng sẽ có cấu hình E là 1S2, 2S2, 2P6. X3 cộng là X mất đi 3E. Vậy thì suy ra thằng X thì là bằng X3 cộng nhận thêm 3E là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Nhận thêm 3E mà. Vậy là 3S2, 3P1. Vậy mình nhìn này. A sai, B sai, C sai. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Cả A, B, C đều sai. Được chưa? Sang câu 23. Một ion X2 trừ có cấu hình E. X2 trừ. Vậy thầy phải đi viết cái cấu hình E của X2 trừ là chúng ta nhìn nhá. X2 trừ này. 1S2, 2S2, 2P6. Đây là X2 trừ. X2 trừ. Vậy thì bây giờ cấu hình E của X thì làm X2 trừ phải bỏ đi 2E. Bởi vì X2 trừ thì bằng X nhận lên 2E mà. Nên X2 trừ phải bỏ đi 2E. Bỏ đi 2E vậy nó là gì? 1S2, 2S2, 2P4. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 24. Cấu hình E nguyên tử nguyên tố kẽm Z bằng 30. E của nguyên tử nguyên tố kẽm Z bằng 30 là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D, 4S2, 10, 20, vậy là 30. Vậy là 3D10, 4D2. Đúng chưa? Nhưng 3D phải ở bên trong. Loại cháu này. Đây, 4D2, 3D10 loại này. 3D10, 4D2 xem nào. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, thiếu. Sai tiếp. Rất nhiều bạn nhầm chọn ngay đáp án C chứ. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4D2. Vậy đáp án đúng chúng ta phải là đáp án D. Đây như thiếu D.
Đáp đúng chúng ta phải đáp án gì nhá. Câu 25. Sắp xong rồi đúng không? 25. Cấu hình E nào sau đây của cation sắt 2 cộng biết sắt có thứ tự 26 trong bảng tuần hoàn. Thế thì mình có này, thằng sắt là số thứ tự 26 bảng tuần hoàn, vậy cấu hình E của nó là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D, 4S2 đến trước. Vậy đây là 10 này, đây là 20 này, 3D6, đúng chưa? Đây là sắt, sắt 2 cộng nó mất đi 2E, bỏ, được chưa? Vậy là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6, đúng chưa? Vậy bên ngoài nó phải là 3D6, bỏ. Đáp án đúng mình là đáp án D. Câu 26 này mới hay. Câu 26 hay dã man luôn. 26 nhá, thầy không chữa đâu. 26 để lại. Chính là bài tập về nhà cho các em làm. Làm đi nhá. Tiếp tục là buổi sau thứ năm là thầy sẽ chữa về chuyên đề 2 vị trí trong bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn. Nhớ về nhà làm bài tập, được chưa? Cái này là của lớp 10 thôi, cũng rất là dễ, các em cứ làm đi. Sau đó rồi là thầy hướng dẫn nhá. Tối thứ năm thầy chữa, được chưa? À, còn bây giờ thì chào tạm biệt cả nhà. Bây giờ thầy cũng đói, thầy vừa đi dạy off về đói lắm rồi. Bây giờ thầy phải đi ăn cơm này. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Đấy nhá, hôm nay chúng ta học xong bài buổi đầu về vô cơ mất gốc rồi. Ok, bye bye. Nhớ in sách nhá. Thế này, sách thầy cũng vừa in xong, đẹp cực kỳ luôn.